hôm nay cho em bạn cái bóng đèn LED H1 H7 của xe Hyundai HD210. HD210 thì nói chung với dòng Hyundai 5 tấn nhập khẩu các bạn. Đấy. HD 120, HD 110 và HD 210 thì nó có một cái nguyên lý là cái bóng này ấy, nó sẽ không sáng bằng cái bóng pha được các bạn ạ. Cái bóng này nó qua hai lớp kính vào cái cầu nó phi vào đây thì cái mặt kính này nó đang bị giãn rất là nhiều, các bạn nhìn thấy nó nghiêng này, nó đang bị xước vào ố rất nhiều. Cái này là do anh em lấy xăng tẩy các bạn ạ. Đây là mọi người lấy xăng tẩy thì thành ra đi một thời gian vào cái can la thì thời gian sau nó bị nóng thì thành ra nó bị rộp như này. Cái này là do mọi người lấy can la, các bạn đánh bóng, các bạn đừng lấy can la đánh bóng nha, nó sẽ bị tình trạng như này này. Đấy, con này mà muốn sáng thì phải có một bài rất đơn giản luôn. Con này nha, mình nói thật với bạn nhìn này, bóng này rất là sáng đúng không? Đấy, rất là sáng luôn, pha rất là sáng luôn. Nhưng mà bây giờ muốn cốt muốn sáng thì chỉ có một bài thôi. Bảo với ông ý là chi tiền ra đánh bóng lại cho mặt này đi. Còn không thì nhá, tháo cái pha đèn này ra, bỏ cái lòng này đi. Bạn hiểu chúng mình nói không? Bỏ cái bi cầu đi, để trực tiếp thôi thì nó mới sáng được. Chứ bây giờ bạn bảo nhá, mặt kính nó xước như này, làm sao mà nó hấp ánh sáng được, bạn nhìn con này. Nhưng mà nếu tháo bi cầu ra có lắp được bóng không anh? Nó vẫn có chân mà. À, bình thường luôn nhỉ? Cái này nó là mặt đi cầu thôi, còn cái chân cốt bóng nó vẫn là đi theo cái pha đèn. Chấp nhận bóc cái pha đèn này ra, bỏ cái cầu này đi, cho trực tiếp cái này thôi, thì bạn nhìn này. Tức là bóc được cái bi cầu này luôn à? Đúng rồi, bỏ cái mặt kính đi. Đây này, nhà mình vẫn còn cái mặt kính như này thì nó mới sáng, chứ còn bây giờ bạn đã một con bóng sợi đốt và một con bóng kia làm sao nó sáng được. Đây này. Đây à... Bạn hiểu ý mình nói không? Cái bạn bỏ cái mặt kính này đi, bảo thợ nó phá mặt ốc đúng không? Đây, đúng nó đây này, nó đây đi luôn này. Bạn bảo thợ bỏ cái mặt kính này đi cho mình à... để cho bóng trực tiếp nó phất ra thôi. Tức là nó bị vào cái mặt kính này bị bẩn rồi. Nó vào đây nó hạn chế hết bóng rồi. Nó phản ngược lại rồi. Cái dày này mà. Đấy, chỉ có mỗi bài đấy thôi. Nó không bắt đèn. Còn bây giờ mà có lắp H7 vào thì nó cũng không chạy ăn thua vì hai cái nó phá nhau. Một con nét, một con sợi đốt. Bạn thấy không? Khi bạn bật phá cốt lên, tự nhiên con nét kia nó bị át bởi toàn bộ con cốt, chúng chả nhìn thấy gì đâu mà. Đây, trong điểm mình nhìn lại cho bạn là xong. Đấy, bây giờ chỉ bảo ông như thế thôi. Còn cái này bây giờ mà muốn sáng hơn nữa thì phải đánh bóng cái mặt pha này đi. Cái này là do ngày xưa dùng can la. Cái này là ngày xưa dùng can la. Không biết lại dùng can la, đánh vào đây, thành ra chạy mặt lòng nó có xăng, thành ra nó làm đi dạng mặt đèn. Không dùng can la, để can la đánh thế này. Bây giờ lấy gì đánh được? Bây giờ chỉ có ra thợ đèn phục chế nó cầm nó cạo đi thôi, cạo cho trắng tinh như thế hết được. Cạo nó đánh bóng này. Đúng rồi. Các bạn nha, bóng thì rất sáng nhưng vấn đề là cái pha nó phải không bị sốt sát thì nó mới lên được các bạn nha. Chứ bây giờ bóng thì rất sáng này. Các bạn nhìn này, như con này nó mới này thì nó có sẽ lên được này. Đúng rồi, rất đơn giản luôn.